Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cầm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 286, gây chuyện sinh sự, 1. Thu Di nương lên xe ngựa, sau khi đợi Vân Khanh ngồi xuống mới dám ngồi, mà Thu Thủy theo nàng đi ra, tự nhiên là ngồi ở cạnh nàng. Từ khi xe ngựa bắt đầu chạy, ánh mắt của Thu Thủy luôn hướng ra ngoài nhìn ngó rất muốn xốc màn xe lên để xem cảnh sắc bên ngoài, nhưng lại ngại vì Vân Khanh đang ngồi ở một bên, nàng muốn nhúc nhích, nhưng đều bị Thu Di Nương đè lại. Thu Di Nương đã từng bị Vân Khanh chỉnh qua một lần, biết vị đại tiểu thư này không phải là nữ tử khuê cấp bình thường, trong lòng tất cả đều có định luận, làm người cũng không quá hà khắc, nhưng quy củ chính là quy củ, Thu Thủy hiện tại chỉ là một đứa nha hoàn, nếu tự tiện xốc lên màn xe thì đã vượt quá thân phận rồi. Khi cánh tay của Thu Thủy lại một lần nữa bị Thu Di Nương ấn xuống, ánh mắt của Vân Khanh rốt cục rơi xuống trên người của nàng ta, thấy Thu Thủy tuy rằng đã sắp 18, nhưng làm việc không có chừng mực gì, việc này ngược lại có thể lý giải, vì dù sao nàng ta cũng ở trong chân lớn lên, đối với quy củ của các gia tộc không hiểu biết nhiều, nhưng tính cách cũng rất tệ, vừa rồi ở trên xe quan sát một lúc lâu, Vân Khanh nhìn thấy nàng ta bị Thu Di Nương đánh vào tay đã sáu lần, lại vẫn không chịu yên phận. Còn dơ mắt chừng Thu Di Nương, trong mắt lộ vẻ không cam lòng, rất quật cường, cũng không nghe người khuyên bảo lại không tôn trọng vị tỷ tỷ là Thu Di Nương. Thu Di Nương cảm nhận được trong ánh mắt đánh giá của Vân Khanh có chút không vui, cũng nhận thấy Thu Thủy xác thực có chút phiền phức, bèn lôi tay Thu Thủy thấp giọng mắng, người không được lộn xộn nữa, nếu còn lộn xộn, lần sau không cho ra ngoài, ngoan ngoãn ở trong phủ đi. Sau khi nói xong, quay đầu nói với Vân Khanh, đại tiểu thư, thu thủy thiếu hiểu biết, đối với mọi thứ trong kinh đều tò mò, xin người đừng trách. Nghe được Thu Di Nương khi nói chuyện với Vân Khanh rất khách khí, Thu Thủy mới quay đầu nhìn Vân Khanh vẫn luôn giữ tư thế ngồi ngay ngắn từ khi lên xe ngựa, nàng ta cho tới nay chỉ mới nhìn lướt qua vị đại tiểu thư này, ngoài việc biết nàng sinh ra dung tư tuyệt lệ còn thường nghe thấy người trong phủ khen nàng tâm địa tinh khiết thiện lương, bề ngoài ôn hòa, hôm nay được nhìn gần, cũng đúng với hình dung của mọi người, nhưng thấy nụ cười bình thản trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của nàng ấy. Một đôi phượng mâu nóng bỏng nhưng không đến mức thịnh khí bức người, nào hung dữ giống tỷ tỷ nói vậy chứ, gì mà không được coi thường chọc ghẹo nàng, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Đại tiểu thư, Thu Thủy muốn nhìn phố xá bên ngoài một chút, ngài để cho nô tỳ xốc màn cửa sổ lên nhìn ra có được không? Thu Thủy làm ra một quyết định lớn mật, nếu Thu Di Nương không giúp nàng ta nói chuyện, vậy thì nàng ta tự mở miệng nói. Nghe thế, khóe miệng tươi cười của Vân Khanh không có biến hóa, chỉ là tia sáng trong mắt thoáng lạnh đi vài phần, Thu Di Nương mới vừa rồi nói chuyện với nàng, nàng vẫn chưa trả lời, vậy mà Thu Thủy này liền dành trước mở miệng, một à nô tỳ của di nương mà cũng có thể trực tiếp đưa ra yêu cầu. thu di nương quen nhìn sắc mặt biến hóa của vân khanh tuy rất nhỏ nhưng nàng ta cũng cảm giác được. vội vàng kéo thu thủy nói: người nghĩ nơi này là trên chấn sao? nơi này là thiên việt, là kinh thành đại ung. đại tiểu thư chưa nói gì. một à nô tỳ như ngươi có tư cách gì đoạt lời nói trước? nhanh xin lỗi đại tiểu thư đi. thu thủy bị di nương khiển trách trong lòng không phục, đàng yên đang lành tự nhiên lại bị gán cho thân phận nô tỳ, khi nói chuyện cũng không thể nói, ta còn phải tự xưng là nô tỳ, điều này khiến nàng ta làm sao có thể chịu được. Nhưng mà Thu Di Nương cũng nói, nàng ta chỉ có ở thẩm phủ mượn thế lực của An Bá, mới có thể gả cho vị công tử trường bào màu lam kia, về sau nếu được làm phu nhân, quy củ cũng là phải học. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng ta tuy không mấy tình nguyện, vẫn đành mở miệng nói với vân khanh xin đại tiểu thư tha thứ cho nô tỳ không hiểu chuyện một loạt lời kia của thu di nương có ý gì vân khanh đương nhiên nghe hiểu được vì để nàng không trách phạt thu thủy thu di nương giành mắng thu thủy trước kể từ đó nàng cũng không tiện quờ mắng thêm kỳ thật thu di nương cũng không cần khẩn trương như thế nàng sẽ không vì chốt chuyện nhỏ này mà tức giận trách phạt bất quá từ việc này cũng có thể nhìn ra được Thu Di Nương thực khẩn trương với vị muội muội này của mình. Chỉ là vị muội muội này, tươi cười ôn hòa trong mắt Vân Khanh xẹt qua một tia lạnh ý, lại không đem tỉ tỉ để trong lòng, nếu không dưới tình huống khi biết rõ nàng là đại tiểu thư của phủ An Bá, mà Thu Thủy còn lỗ mãng như vậy, đây không phải rước lấy phiền phức cho Thu Di Nương sao? Thế nhưng, bản thân Thu Di Nương cũng là người hiểu chuyện, bọn họ đã mặc kệ, Vân Khanh cũng không muốn nhiều lời. Mang theo ý cười nhìn Thu Di nương nói, chưa nói nàng ta tò mò, ta cũng hiếu kỳ muốn nhìn xem một chút, chẳng qua chúng ta vừa vào kinh, làm việc phải luôn cẩn thận, bất quá hiện tại trên xe ngựa đều là người trong phủ, cũng không cần quá mức lo lắng." Tuy rằng Vân Khanh chỉ nói một câu nhẹ nhàng như vậy, trong lời nói không có một tia khói lửa, nhưng không biết sao, Thu Di nương lại cảm thấy một cổ áp lực vô hình lan tỏa trong xe đôi mắt Phượng đang mỉm cười kia bất chi bất giác làm cho người ta không thở nổi. Nàng ta nghe ra ẩn ý trong giọng nói của đại tiểu thư, người trong phủ nhìn vào, có mất mặt thì chỉ với người trong phủ mà thôi, nếu như đi ra ngoài, mất mặt chính là phủ an bá, chợt cúi đầu nói, đa tạ đại tiểu thư chỉ điểm, tỷ thiếp nhất định sẽ chú ý. Không để an bá phủ ở bên ngoài thất nghi, mất mặt. Vân Khanh ngước mắt liếc qua thu thủy đang mang vẻ mặt nghi hoặc. Không hiểu ý của nàng, tươi cười liền lạnh xuống, Thu Di nương sẽ không làm vậy, nhưng với Thu Thủy này thì khó nói, tất nhiên, nếu có Thu Di nương ở một bên trông chừng, ắt hẳn sẽ không phát sinh chuyện gì. Xe ngựa dần dần tiến vào khu phố náo nhiệt, bánh xe lăn với tốc độ chậm dần, sau khi đi thêm một đoạn ngắn nữa, xa phu bên ngoài cất tiếng nói, "Đại tiểu thư, đã đến đường cái phía đông." Giống như các thành thị khác, từng thành thị đều có phân chia khu vực Bên trong từng khu vực thì chủng loại thương phẩm cùng với cấp bậc đều được phân chia rõ ràng, trong đó cũng bao gồm những nơi phân cấp dựa theo lượng người thường xuyên đi mua sắm. Đường cái phía Đông Thiên Việt thành chuyên về buôn bán châu báu, tơ lụa, sản vật quý hiếm cùng với các loại vật phẩm giá trị, cho nên người đi trên con phố này đều là nhắm vào mấy thứ này mà đến, mà người mua được những thứ này không phú cũng quý, cho nên ở trên đường phần lớn đều là người có tiền hay có quyền của Thiên Việt. Nếu muốn biết Thiên Việt thành hiện nay đang lưu hành cái gì, nhìn những thứ bày trên con đường này ắt biết. Lưu Thúy sau khi nghe tiếng của Sa Phu, liền xuống xe ngựa trước, đỡ Vân Khanh xuống xe, mà Thu Thủy sau đó yên phận ngồi yên trên xe ngựa cũng theo đi ra. Nhìn thấy Lưu Thúy đỡ Vân Khanh, cũng học bộ dáng đỡ Thu Di nương, sau đó lại đem lực chú ý chuyển đến địa phương khác. Lúc này Thu Thủy chỉ cảm thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ bốn phía đều là cửa hàng trang hoàng xa hoa, cửa tiệm cao lớn rộng rãi với những tấm bảng hiệu khí thế mười phần, đồ vật nạm vàng khảm ngọc, nơi nơi đều là cảnh tượng phú quý. Chỉ cần nhìn mặt tiền những cửa tiệm này thì biết đây là con phố của nhà giàu, đổ bên trong thì càng không cần phải nói rồi. So với vẻ kinh ngạc đầy mặt của Thu Thủy, Vân Khanh bình tĩnh hơn rất nhiều, nàng xuất thân từ một nhà vinh hoa phú quý, những thứ gặp qua phần lớn đều tráng lệ, lúc ở Dương Châu khi đi mua đồ cũng là đến cửa hàng thượng hạng, huống chi, kiếp trước nàng đã từng đến thiên Việt, đối với những thứ này, ngay cả cảm giác mới mẻ cũng không có. Thu Di Nương cũng bị những thứ chung quanh hấp dẫn, nhưng làm Di Nương ở thẩm gia nhiều năm, mắt nhìn cùng tâm tính của nàng ta so với Thu Thủy đương nhiên tốt hơn rất nhiều, nàng ta chỉ là nhìn nhiều thêm vài lần, tuy rằng đáy mắt cũng có rung động, nhưng không ra trên nét mặt, có vẻ đoan trang hơn chương 287, gây chuyện sinh sự, 2. Vân Khanh khẽ cười, thấy chiếc xe ngựa dừng lại trước tiệm quần áo linh lung chai, liền để lưu thúy dìu nàng vào. Dù nhà họ thẩm chuyên sản xuất vải vóc, nhưng không tự may thành áo quần để bán. Khi bước vào tiệm, Vân Khanh liền thấy các bộ trang phục được treo ngay ngắn trên kệ, nam nữ được phân ra riêng biệt, có màn xa che chắn, vừa tiện cho khách xem vừa tránh sự bất tiện, thật là chu đáo khi trưởng quỹ trong tiệm thấy một nữ khách bước vào ánh mắt đầu tiên của ông ta rơi trên trang phục và khuôn mặt của khách làm nghề lâu năm ông ta dễ dàng nhận ra người từ cách ăn mặc khi nhìn thấy tiểu thư này với quần áo bằng tơ tằm thượng hạng theo tay tinh xảo ông liền giật mình trong lòng chấn động dù đã sống ở kinh thành nhiều năm ông chưa từng thấy một tiểu thư nào xinh đẹp đến thế chỉ có điều khuôn mặt lại khá lạ lẫm dường như trước đây chưa từng gặp tiểu thư xin hỏi nàng muốn mua quần áo cho mình hay là chọn cho người nhà trưởng quỹ vừa quan sát vừa hơi cúi đầu hỏi với giọng nhã nhặn ta muốn xem trước một chút nếu thấy thích sẽ gọi ngươi đến vân khanh chậm rãi cười giọng nói trong trẻo từng chữ phát âm rõ ràng mang theo chút mềm mại đặc trưng của nữ nhân phương nam nhưng thái độ lại rất bình thản khiến trưởng quỹ cảm thấy dễ chịu vội đáp tiểu thư cứ từ từ xem thích gì cứ gọi ta sau khi tiếp đón vân khanh trưởng quỹ liền chú ý đến thu di nương và thu thủy hai người theo sau tiểu thư mà vào nhìn cách ăn mặc một người có vẻ là di nương trong phủ người còn lại nếu gọi là tiểu thư thì thiếu sự đoan trang cao quý còn nếu là nha hoàn thì lại không giống bởi cách trang trí trên đầu không phải thứ nha hoàn có thể đeo lúc đó trưởng quỹ đổ dồn sự chú ý lên thu thủy cố gắng đoán thân phận của nàng khi Thu Thủy bước vào và nhìn thấy những bộ quần áo kia, lòng nàng tràn đầy vui sướng, liền kéo Thu Di Nương và nói, ngươi xem, màu hồng phấn này đẹp quá. Ồ, viền lá sen trên bộ này cũng thật độc đáo, còn cái này, cái này nữa. Thu Di Nương lại có suy nghĩ khác, bà nhìn những bộ y phục này, thấy rằng chất liệu đều là thượng phẩm, không chỉ dùng tơ vàng, tơ bạc mà còn được đính kèm chân châu, san hô, đồi mồi, chắc chắn giá cả không hề rẻ lần này ra ngoài mua sắm không phải theo lệ trong phủ mà phải dùng tiền riêng của mình những năm qua thu di nương cũng dành dụng được một ít nhưng so với đại tiểu thư vân khanh thì chẳng đáng là bao bà nhìn thu thủy đang cầm từng bộ quần áo bộ nào cũng thấy đẹp hơn bộ trước thu thủy ngươi thấy bộ nào đẹp nhất thu di nương đứng bên cạnh thu thủy khẽ hỏi nhỏ vì xung quanh còn có trưởng quỹ và tiểu nhị ánh mắt thu thủy không rời khỏi những bộ y phục xinh đẹp nàng sờ hết bộ này đến bộ khác món tay không ngừng vuốt ve trên vải chẳng muốn rời đi chút nào cuối cùng sau khi lựa chọn kỹ càng nàng chỉ vào ba bộ và nói ta thích nhất ba bộ này thu di nương xem xét ba bộ quần áo đó biết rằng nếu mua cả ba sau này khi thu thủy lập gia đình sẽ không còn nhiều tiền để chuẩn bị thêm trang sức quần áo rồi sẽ có lúc lỗi thời chi bằng để sau này mua thêm đồ đạc cần thiết bà liền cười nói ngươi chọn bộ nào thích nhất, tỷ tỷ sẽ mua cho ngươi. nghe xong chỉ được chọn một bộ, thu thủy liền bĩu môi, ánh mắt không rời khỏi những bộ y phục sang trọng kia, cảm thấy cái nào cũng đẹp, không biết bỏ cái nào. nàng nhíu mũi nói, người mua cả ba bộ đi. đến lúc ta gặp cảnh công tử, chắc chắn cần có vài bộ để thay đổi, không thể cả ngày mặc một bộ, người ta sẽ nghĩ mình keo kiệt lắm. thu di nương thấy thu thủy không nghe lời khuyên xung quanh tiểu nhị bắt đầu nhìn sang vì họ đang bàn tán. Bà liền hạ giọng nói, ngươi mua trước một bộ, kiểu dáng xuân này chưa ra hết đâu, đến lúc có mẫu mới đẹp hơn, tỷ tỷ sẽ mua thêm cho ngươi. Nghe lời này, Thu Thủy suy nghĩ thấy cũng có lý, mua trước một bộ, lần sau đi cùng tỷ tỷ mua thêm, lại có thể ra ngoài dạo phú. Từ khi vào trầm phủ, nàng mới hiểu gia đình giàu có không thể tùy tiện ra ngoài, giữ lại lần sau tìm cơ hội đi chơi cũng tốt. Dù vậy, nàng vẫn rất thích hai bộ còn lại, thật tiếc vì không thể mua hết. Nàng cầm bộ quần áo, lộ vẻ giận dỗi bước đi, ánh mắt lưu luyến trên những bộ trang phục, mãi mới rời đi được. Khi nàng quay lại, định xem thêm chút nữa, bất ngờ phát hiện trưởng quỹ đang nhìn mình. Nàng thoáng buồn bực trên mặt, trong lòng vừa giận vừa vui. Giận vì ánh mắt của trưởng quỹ cứ chăm chăm vào mình mà không chút che giấu. Vui vì từ lúc bước vào, ông ta không nhìn đại tiểu thư nhiều lần, nhưng lại luôn dõi theo mình. Phải chăng đây là minh chứng cho việc mình còn hấp dẫn hơn cả tì tì? Nàng liếc mắt quan sát trưởng quỹ, thấy ông ta đã già, bụng phệ, liền hư một tiếng. Người như vậy mà cũng mơ tưởng đến nàng, không tự xem lại thân phận mình. Nàng khinh thường nói, nhìn cái gì, chưa thấy mỹ nữ bao giờ sao? Trưởng quỹ đang suy nghĩ xem nàng là nha hoàn hay tiểu thư, không ngờ lại gặp một tiểu thư vô lễ như vậy nghe nàng đột ngột nói ông ta thoạt tiên ngạc nhiên sau đó cười nhạt ánh mắt chứa đầy mỉa mai ở kinh thành ông đã thấy qua nhiều tiểu thư cả nghìn người đẹp mắt cũng đã gặp nhưng kiểu người vừa thanh tú vừa kiêu ngạo như thế này thì thật hiếm nhưng trưởng quỹ là người làm ăn luôn coi trọng hòa khí để kiếm tiền ông đã từng trải qua nhiều chuyện khó chịu hơn nên vẫn giữ vẻ khách khí với thu thủy Ta không có ý mạo phạm, nếu tiểu thư cảm thấy khó chịu, ta có thể xin lỗi." Thu Thủy ưng nhận ra sự mỉa mai trong mắt Trường Quỷ, chỉ thấy ông ta khách khí nên càng tỏ ra hống hách, tiến thêm một bước và nói, "Ai, ngươi nhìn chằm chằm vào một cô gái chưa lấy chồng như ta, có phải là không lễ phép? Nếu vậy, ta có thể trị tội ngươi vì tội nhìn trộm, nhưng vì ngươi tỏ ra thành thật, ta tha cho ngươi. Chỉ cần ngươi bồi thêm một chiếc váy cho ta." ta sẽ không truy cứu nữa nàng vẫn còn nhớ đến chiếc váy vừa rồi dù không mua nhưng nếu có thể lừa được mà không tốn tiền thì càng tốt nghĩ đến đây thu thủy không khỏi thầm khen mình giỏi kiêu hãnh dơ cao cằm chờ trưởng quỹ đáp lời nghe lời thu thủy nói ánh mắt trưởng quỹ liền chứa đầy khinh miệt và khinh thường ban đầu ông chỉ nhìn nàng vài lần không có ý gì xấu nhưng nàng lại cố tình bắt bẻ ông đã nhún nhường một bước mà nàng vẫn đưa ra yêu cầu vô lý như vậy linh lung trai có thể làm ăn ở kinh thành thì không chỉ nhờ sự ôn hòa trưởng quỹ cũng không khách khí nữa sắc mặt mang theo châm chọc từ chối yêu cầu như vậy tiểu thư đừng nên suy nghĩ nữa chưa từng nghe nói chỉ vì nhìn mà phải chịu tội nhìn trộm thu di nương vừa đưa chiếc váy mà thu thủy chọn cho tiểu nhị gói lại vừa nghe thấy lời thu thủy nói liền căng thẳng bà lập tức bước tới kéo Thu Thủy lại, ngăn nàng, ngươi nói bậy bạ gì thế? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 288, không được thích hắn, một. Đã lâu không gặp, thầm tiểu thư. Vân Khanh theo thanh âm nhìn lại thì thấy người nói là ai, cũng khẽ mỉm cười đáp, đúng thật là đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ông chủ phía sau, Linh Lung Trai, là Ninh Quốc Công, bất quá cũng bình thường, những vị thế gia này ai cũng khinh thường thương nhân kỳ thật nhà nhà đều mở cửa hàng kinh doanh cũng phải gầy bàn tính tính toán thu nhập nữa linh lung trai như thế chỉ sợ những cửa tiệm trên con đường này hơn phân nửa là do gia đình quyền thế quý tộc mở ra an ngọc oánh nhìn thiếu nữ trước mắt nàng mặc quần áo có lông tuyết hổ đính bên viền áo ngoài ngắn màu tím phối với váy dài màu trắng một chuỗi ngọc khảm đầy trên dây chuyền mắt xích to bằng vàng nằm ở trước ngực thế nhưng cũng không biểu hiện xa hoa ngông cuồng, chỉ cảm thấy càng dạng dỡ huy hoàng, tôn lên nét thanh lệ của thiếu nữ trước mặt, tuyệt sắc khuynh thành. Nữ nhân nhìn thấy nữ nhân thường thích so bì một phen, đầu tiên là so sánh dung mạo. An Ngọc Oánh có vẻ yếu thế khi phát hiện so về dung mạo, mình không thể sánh cùng với thiếu nữ trước mắt này. Một khi đã so sánh, sẽ tự thấy mình khắp nơi đều ở thế hạ phong, vì thế ngược lại đem lực chú ý rời đến thân phận lại phát hiện mình là đích nữ của Ninh Quốc Công, mà Thẩm Vân Khanh cũng là đích nữ của An Bá, so sánh với nhau thì cũng không có vẻ kém cỏi hơn là mấy, hơn nữa Vân Khanh đã được phong là vận ninh quận quân. Thân phận lúc này liền không có gì khác nhau, cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng thắng được nhờ tiền tài quyền thế mà lấy lại chút khí thế, trung quy là từ hâm mộ biến thành ghen tị. Tuy rằng so sánh vài điểm, nhưng đó chẳng qua là một ý niệm thoáng qua trong lòng, trên mặt vẫn nhìn không ra an ngọc oánh có gì biến hóa, đôi mắt xinh đẹp vẫn mang theo nụ cười, quay đầu hỏi trưởng quỵ kia, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ta ở bên trong nghe thấy bên ngoài ồn ào, rốt cuộc như thế nào? Vân Khanh sau khi thấy nàng ta bước ra, lại cảm giác có một ý niệm không tốt vẫn luôn lờn vờn trong đầu. Mới vừa rồi An Ngọc Oánh thực hiển nhiên là luôn ở trong phòng, trước khi thu thủy tranh cãi ầm ĩ với trưởng quầy, nàng ta không có hiện thân, cho đến khi Thu Thủy nói những lời về phủ An Bá, nàng ta mới bừng tỉnh như vừa nghe thấy liền tiêu sái đi ra, lại không hề kiêng dè để cho trưởng quầy hướng nàng ta hành lễ. Thực hiển nhiên là cố ý muốn Vân Khanh biết, chủ nhân phía sau cửa tiệm này chính là Ninh Quốc Công Phủ. Như vậy kế tiếp, khẳng định không phải là lời chào hỏi đơn giản nữa rồi, mà sẽ luôn vây quanh chủ đề này đặng lấy lý do để bắt bè. Chuyện mới vừa rồi xác thực rất mất mặt, nếu lại để cho trường quầy ở trước công chúng thuật lại như vậy, càng sẽ khiến nhiều người biết hơn, thù thủy mất mặt thì có thể, nhưng phủ an bá thì không. Cho nên khi An Ngọc Oánh vừa mở miệng hỏi, khóe môi Vân phanh cong lên thành một nụ cười thản nhiên, trên mặt mang theo chút hối lỗi, nhẹ nhàng mở miệng nói, mới vừa rồi là tỷ nữ trong phủ ta không biết nặng nhẹ, khiến người chê cười, không ngờ trong tiệm này lại có thể xào ngộ, tình cờ gặp An Tiểu Thư vừa khéo đây là cửa hàng trong phù của An Tiểu Thư, tin tưởng An Tiểu Thư đại nhân đại lượng, sẽ không cùng một à tỷ nữ so đo. Vân Khanh nói xong, liền liếc mắt Thu Di Nương một cái, cái nhìn kia thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại có một tia lãnh ý không khó nhận ra, khiến trong lòng Thu Di Nương căng thẳng, lập tức kéo Thu Thủy lên phía trước, còn không xin lỗi An Tiểu Thư. Thu Thủy bị Thu Di Nương kéo lên trước, miệng cũng không phục, chừng mắt tên trưởng quầy kia hét lên tỉ tỉ vì sao phải xin lỗi vừa rồi hắn nhìn lén ta chính hắn cũng đã thừa nhận rồi còn gì thu di nương ở sau lưng đầy thấp giọng nói ngươi còn không xin lỗi về sau sẽ không mua quần áo cho ngươi nữa nghe uy hiếp ánh mắt thu thủy lướt qua những bộ quần áo xinh đẹp bên cạnh làm sao đành lòng không mua nữa chỉ là xin lỗi mà thôi cũng sẽ không mất đi khối thịt nào vì thế bĩu môi nói An tiểu thư, thật xin lỗi, vừa rồi là ta nói sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, chớ có trách ta a. À. An Ngọc Oánh vốn cố ý tìm cơ hội để Hạ Bệ Vân Khanh, để cho nàng biết phủ An Bá ở kinh thành trong mắt phần đông quan lớn quý tộc thì không là cái gì, ai ngờ thái độ nàng lại tốt như thế, chỉ nói xong một câu, đã biết ý đồ của mình, bắt hạ nhân trong phủ lập tức nói xin lỗi, kể từ đó, nếu như nàng ta lại truy cứu, ngược lại cho thấy rằng bản thân đang kiếm chuyện, thẩm vân khanh này đích thật không đơn giản, trước kia đã quen ứng xử lưu loát, nay càng ngày càng thuận buồm xuôi gió rồi. Bất quá khi nghe thấy lời của Thu Thủy, trong mắt An Ngọc Oánh hiện lên một chút ý cười, chăm bảo mật luôn luôn có một sơ hở, cho dù thẩm vân khanh cẩn thận đến cỡ nào, lúc này cũng lộ ra cái đuôi thôi, nàng ta liếc mắt nhìn Thu Thủy một cái, khó hiểu hỏi tại sao mới vừa rồi thầm tiểu thư nói nàng ta là tỷ nữ trong nhà, nhưng vị cô nương này lại gọi di nương là tỷ tỷ, đây chính là thân thích của ngươi. Nếu là thân thích mất mặt, tự nhiên sẽ khác với việc nha hoàn mất mặt, một cái là chủ, một cái là nô, một cái có thể đại biểu hình tượng của quý phủ, mà một cái chỉ là một nô tài, không là gì cả. Người làm bên cạnh cùng vài vị tiểu thư vừa vào cũng bị sự đối đáp của hai người hấp dẫn lại đây. Ở bên cạnh xì xào bàn tán, đáy mắt lộ ra châm chọc cùng châm biếm. Thu Di nương hung hăng nhéo Thu Thủy, hận không thể lấy kim khâu miệng vì muội muội không biết phép tắc này lại thật sự là chỉ biết gây hỏa. Con sóng này chưa bình lặng, con sóng kia lại ập tới, nàng ta cũng biết, nếu bị người lên án như vậy, an bá phủ sau này khẳng định sẽ trở thành chuyện cười trong kinh thành, đôi mắt có chút lo lắng nhìn Vân Khanh. Ai ngờ Vân Khanh chỉ chậm rãi cười một đôi phượng mâu long lanh như bảo thạch lấp lánh ánh sáng, trong thanh âm mang theo sự khó hiểu cùng nghi hoặc hỏi ngược lại. Lời này của An Tiểu Thư lại khiến Vân Khanh không hiểu rồi. Cô gái này thật ra là tỷ nữ trong phủ, nhưng cũng là muội muội của Di Nương, ở trong phủ làm việc mà thôi. Chẳng qua câu thân thích vừa rồi của An Tiểu Thư, nhưng thật làm Vân Khanh tự thấy hổ thẹn, thì ra ở Ninh Quốc công phủ, thân thích của Di Nương, cũng là thân thích của An Tiểu Thư sao? vân khanh vẻ mặt đầy khó hiểu cùng nụ cười tươi bên khóe môi bộ dáng như thật sự đang đợi đáp án của an ngọc oánh nhưng trong lòng âm thầm bật cười nụ cười trên mặt an ngọc oánh có chút gượng gạo trong hai tròng mắt ôn nhu nhất thời bị ánh mắt âm hàn thay thế di nương đương nhiên không thể tính là thân thích trong phủ vừa rồi nàng ta chỉ nghĩ đến làm sao để vân khanh mắt mặt không ngờ rằng lại kéo luôn bản thân vào mắt thấy hai vị tiểu thư bên cạnh đang dùng khăn che miệng cười không cần nghĩ cũng biết họ đang chê cười mình, trong mắt liền mang theo tia giận đến tái mặt. Chẳng qua dưới sự giáo dục của thế gia, vẫn không khiến nàng ta mất khống chế, sắc mặt lại mỉm cười, tuy không được tự nhiên lắm, biết mới vừa rồi đã khiến bản thân mất mặt, liền muốn tìm cách lật ngược tình thế. Vì vậy mang theo tươi cười không mấy tự nhiên, Di Nương làm sao được tính là thân thích, chẳng qua vừa rồi nghe nàng ta kêu tỉ tỉ, nhất thời nhanh miệng nói sai thôi ngươi trăm ngàn đừng trách ta lỡ miệng nha. Cũng có vài phần năng lực ứng biến, không lỗ mãng mất không chế trước công chúng, Vân Khanh thấy nàng ta cầu hòa, cũng không muốn làm lớn chuyện, dù sao An Ngọc Oánh và An Tuyết Oánh cũng là đường tỉ muội liền mỉm cười nói, ta cũng biết như thế mà, An Tiểu Thư đừng để ở trong lòng, chẳng qua chỉ là nhất thời nói sai mà thôi. An Ngọc Oánh gật đầu, thầm nghĩ muốn lơ đi một màn vừa rồi nhìn thoáng qua Vân Khanh, lại nhìn thời tiết bên ngoài, quan tâm mở miệng nói, thầm tiểu thư mới từ phương Nam đến, ở đây ngày đông giá rét và mùa hè nóng bức cũng không dễ thích nghi, chỉ sợ còn chưa thực sự thích ứng với khí hậu của thiên Việt thành, khiến sức khỏe giảm sút. Xác thực là có chút không quen, bất quá một năm cũng chỉ phân bốn mùa, ở đâu cũng chẳng là xuân hạ thu đông, là quốc thổ đại ung, khác nhau không lớn, ta rất nhanh liền có thể thích ứng thôi vân khanh nhẹ nhàng gật đầu làm bộ như không nghe hiểu được ẩn ý bảo cuộc sống ở thiên việt thành rất yêu việt trong lời nói của nàng ta nói thật nàng cảm thấy khí hậu của dương châu ôn hòa hơn so với thiên việt nhiều lắm nhiệt độ tranh lệch không lớn bốn mùa thích hợp nghe ra giọng nói vân khanh thanh nhã nhẹ nhàng bâng quơ đã loại bỏ cái cảm giác yêu việt trong lời của mình chỉ ra sự giống nhau của từng nơi đều là lãnh thổ đại ung đều là quốc thổ dưới chân thiên tử trong mắt an ngọc oánh liền lộ ra một phần không cam lòng vô luận nói chuyện ra sao vân khanh đều như giọt nước không động nàng ta ngước mắt nhìn phương xa một chút trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc vội vàng thu hồi tầm mắt kéo vân khanh dựa vào cạnh mình thân thiết nói hôm nay thời tiết ấm áp là ngày có tiết trời đẹp nhất trong những ngày gần đây cho nên ta đoán ngươi đây là lần đầu tiên xuất môn đi dạo phố của thiên việt ta quen thuộc nơi này hay là ta cùng ngươi đi vân khanh nhìn nàng ta nở nụ cười thân thiết trên mặt cũng lộ ra độ cong như vậy tốt lắm vậy thì làm phiền an tiểu thư rồi an ngọc oánh sau khi được đồng ý liền cầm tay vân khanh cùng đi ra ngoài linh lung trai vì muốn thể hiện khí thế nên khi xây dựng đã xây cách mặt đất khá cao vì thế khi ra vào phải đi qua năm bậc cầu thang ngay khi bước đến bậc thềm thứ hai bỗng nhiên an ngọc oánh mở miệng kinh hô một tiếng đem ánh mắt mọi người đều tập trung lại đây lúc mọi người đều nghĩ là nàng ta xảy ra chuyện thì chỉ nhìn thấy thân hình vân khanh trao đảo một chút bất ngờ từ trên thềm trực tiếp té xuống dưới mắt thấy sẽ bổ nhào trên mặt đất liêu thúy vừa thấy trong lòng khẩn trương nàng đang đi ở phía sau liền muốn nhảy xuống dưới làm đệm lót ai ngờ một thân ảnh màu trắng bay tới khó khăn lắm mới tiếp được thân hình vân khanh đang sắp ngã xuống trong mũi truyền đến mùi đàn hương quen thuộc Vân Khanh cười khổ một tiếng, khó trách An mọc Quánh đột nhiên ở trước cửa tiệm dùng chiêu như vậy, chỉ sợ là đã nhìn thấy người này, muốn hủy hình tượng của trong lòng nàng hắn. Hai cánh tay bị hai bàn tay to gắt gao đỡ lấy, Vân Khanh ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một khuôn mặt đoan chính thanh nhã tuấn tú, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp hơi xếch về phía lọn tóc mai, trong mắt đen thâm thúy tỏa ra ánh sáng chói lóa, hút hết linh hồn những ai đã lỡ xa chân vào trong đó. Vân Khanh muốn tự mình đứng lên, ai ngờ vừa động, chỗ mắt cá chân truyền đến một trận đau đớn, không khỏi hô nhỏ một tiếng. Lưu Thúy ba bước liền nhảy xuống, trực tiếp chạy đến bên người Vân Khanh, thấy nàng nhíu mi hô nhỏ, ân cần hỏi han, "Tiểu thư, người làm sao vậy? Có phải đã bị thương ở chân rồi không?" Vân Khanh lắc lắc đầu, đặt một tay trên vai Lưu Thúy, Lưu Thúy lập tức hiểu ý, ở trước mặt mọi người, được Cẩn Vương thế tử đỡ tuy rằng là có nguyên nhân, nhưng để lâu trung quy đối với khuê dự của tiểu thư cũng có tổn hại, vì thế tiến tới xỉu dắt Vân Khanh. Còn Thu Di Nương sau khi thấy Vân Khanh té ngã, cũng buông Thu Thủy ra, vội vàng chạy tới, cùng Lưu Thúy đỡ Vân Khanh. Mà Thu Thủy thì đứng tại chỗ, hai mắt nhìn ngự phượng đàn đến ngần người, trong lòng cảm thán, trên đời tại sao lại có nam tử có bộ dạng đẹp trai như vậy a à? nhìn gần thấy càng đẹp so sánh với thần sắc lo lắng của mọi người, sắc mặt An Ngọc Oánh đã trở nên tái nhợt. Mới vừa rồi nàng ta thấy ngự phượng đàn từ một đầu khác của đường cái phía đông đi tới. Rõ ràng là tính tự mình làm bộ bị Vân Khanh xô ngã. Cũng có thể để ngự phượng đàn thấy Vân Khanh âm độc như thế nào. Ở trước công chúng đẩy nàng ta, lại lấy chuyện thu thủy vừa rồi làm cái cớ. Tin rằng có thể khiến trong lòng ngự phượng đàn đối với Vân Khanh có ấn tượng thua tục, ý thế hiếp người. Nào ngờ, sự tình không như kế hoạch của nàng ta việc này sao lại biến thành vân khanh ngã xuống bậc thang an ngọc oánh chưa từng nghĩ đến những chuyện nàng ta muốn làm vân khanh đã sớm nhìn thấu âm mưu của nàng ta rồi ngay từ đầu an ngọc oánh căn bản là không phải ân cần bắt chuyện mà là đến khiêu khích vân khanh không muốn rước lấy phiền toái nhưng có những phiền toái không phải nàng không muốn rước thì sẽ không xảy ra một khi đã như vậy thì chỉ có thể chuẩn bị mà đối mặt thôi. Ngày đó ở bến tàu, nàng thấy An Ngọc Oánh và Ngự Phượng Đàn đứng cùng một chỗ, nghĩ đến sau đó Ngự Phượng Đàn vì muốn đuổi theo nàng, nên nửa đường bỏ chạy, An Ngọc Oánh nhất định sẽ tra ra vì sao, mà ngày đó có ai rời thuyền, lại có xe ngựa nhà ai vào thành, việc thẩm ra đi cùng Ngự Phượng Đàn cũng không giấu giếm, nếu muốn biết nhất định sẽ tra được. Kiếp trước, An Ngọc Oánh đã thầm thương trộm nhớ Ngự Phượng Đàn, Tấm lòng đối với Ngự Phượng đàn ở kiếp này cũng vậy, cho nên lần này gặp mặt sẽ tìm Vân Khanh gây phiền toái. Trong lòng Vân Khanh đã sớm có phòng bị, cho nên khi nàng ta mở miệng kêu, Vân Khanh liền thuận thế ngã xuống, bất quá khi đó, bởi vì có An Ngọc oánh ngăn cản, nàng thật không biết Ngự Phượng đàn sắp đi về bên này. Trưởng quầy thấy có người té ngã ở trước cửa tiệm, vội cho người đem ghế dựa ra, để Vân Khanh ngồi xuống. Lúc này Ngự Phượng đàn lại đang nhìn chằm chằm vào chân phải của Vân Khanh, rõ ràng đã đau đến vô lực, trên khuôn mặt tuyệt lệ có một tầng hàn ý nhanh chóng lan tràn, tiếng nói trầm ấm mê ly mang theo lạnh ý, hỏi: "Chân của nàng làm sao vậy? Tại sao đang yên lành lại tự nhiên từ trên kia ngã xuống?" Vân Khanh lắc đầu, cũng không muốn kéo Ngự Phượng đàn vào chuyện giữa mình và An Ngọc Quánh, nhưng Thu Thủy đứng ở phía sau lại không nghĩ như vậy, nàng ta nghe thấy Ngự Phượng đàn mở miệng chỉ cảm thấy thanh âm rất dễ nghe êm tai, tự cho là đang hỏi mình, không tự chủ được mở miệng trả lời, làm sao có thể vô cớ ngã xuống chứ, còn không phải có người làm hại sao. Trong lòng An Ngọc Oánh đang lo lắng chuyện mình làm bị ngử phượng đàn phát hiện, vừa nghe Thu Thủy nói, theo bản năng phản bác, ai làm hại? Người là đang nói ta sao? Ngự phượng đàn thấy sắc mặt An Ngọc Oánh mặc dù chấn định, nhưng trong mắt thể hiện rõ sự trột giả, đáy lòng đã có định luận, lại thấy trên trán của Vân Khanh đã đau đến đổ mồ hôi hột, sinh lòng không vui, nhìn phản ứng của An Ngọc Quánh, mặt nở nụ cười yếu ớt, nhưng đôi mắt lại hàm chứa lạnh ý, cũng không có người nói là An tiểu thư đẩy, cần gì phải khẩn trương như thế chứ. Hai chồng mắt thu thủy gắt gao nhìn chằm chằm ngự phượng đàn, vội vàng đi lên phía trước vài bước, đứng ở bên cạnh thu di nương, vốn đối với chuyện vừa rồi nàng ta phải xin lỗi An Ngọc Quánh trong lòng đã rất bất mãn lúc này lại thấy ngự phượng đàn đang nói đến an ngọc oánh vô cùng tự nhiên xem mình và ngự phượng đàn đứng cùng một mặt trận chỉ trích nói còn nói không phải ngươi sao vừa rồi ta thấy ngươi đặt tay ở trên lưng đại tiểu thư sau đó ngươi kêu một tiếng kết quả đại tiểu thư liền trực tiếp ngã xuống nếu không phải là ngươi thì còn có thể là ai a à? vừa rồi nàng ta vẫn đứng ở phía sau nhìn thấy toàn bộ sự việc diễn ra chỉ là ngay cả thu thủy cũng không biết lời mình nói ra sẽ đại biểu cái gì. Ở trong lòng nàng ta đơn giản chỉ cho rằng là An Ngọc quánh đẩy Vân Khanh, làm hại nàng ngã xuống. chương 289, không được thích hắn, hai Mà bên cạnh là Thu Di Nương, Ngự Phượng Đàn, còn có vài vị tiểu thư và những người vây nhìn xung quanh đều biết, cái này sao lại nói là đẩy thầm tiểu thư, nếu ngay từ đầu An Ngọc quánh muốn đẩy Vân Khanh, nàng ta đương nhiên sẽ không tự kêu trước một tiếng chỉ sợ là an tiểu thư tính tự mình ngã xuống nhằm hãm hại thầm tiểu thư ai ngờ hãm hại bất thành ngược lại dùng quá sức lỡ tay đẩy thầm tiểu thư xuống đúng thật là trộm gà không thành lại mất đấu gạo không chỉ bị vạch trần bộ mặt thật còn hại tiểu thư người ta đang khỏe mạnh bị té thương chân bất quá những người đó cũng chỉ đứng ở một bên xem náo nhiệt người của hai nhà này Bọn họ từ cuộc đối thoại trước đó cũng biết, một người là đích nữ của Ninh Quốc công phủ, một người là gần đây nhất đã cứu Bệ hạ, đại tiểu thư Thẩm phủ vừa được sắc phong tước vị an bá, bên nào cũng không nên đắc tội, chỉ là trong lòng đối với vị tiểu thư của phủ An bá mới tới này đã có kết luận, nàng là một người rất có phong phạm, sau khi biết mình bị đẩy xuống, cũng không tức giận, đánh mất mặt mũi. Mà Ngự Phượng đàn nghe được lời của Thu Thủy, hẹp mâu hơi hơi nhíu lại trong đôi mắt liễm diễm lộ ra một tia sắc bén nhìn an ngọc oánh trong lòng đối với nàng ta đã tràn ngập sự chán ghét khó tả nữ nhân thích dùng thủ đoạn hãm hại người khác là loại mà hắn ghét nhất nhưng hiện tại không phải là lúc để ý đến điều này ngự phượng đàn thu hồi ánh mắt quay đầu phân phó liêu thúy và thu di nương đỡ tiểu thư của các ngươi cùng ta đến y quán ở phía trước an ngọc oánh thầm cả kinh biết chuyện hôm nay đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng ngự phượng đàn sự nhu hòa trong đáy mắt nhất thời bị phẫn hận thay thế. Ngày đó ở bến tàu là ngự phượng đàn đến đón thẩm vân khanh, không hề nhớ tới nàng ta cũng trong ngày ấy ngồi thuyền trở lại thiên Việt. Này rõ ràng nàng ta không có đầy thẩm vân khanh, hắn vẫn ra mặt lên tiếng giúp thẩm vân khanh, đáy lòng hắn có phải đã có thẩm vân khanh rồi không? Cảm nhận được bên cạnh phóng tới mắt sắc bén mà mãnh liệt dính chặt vào người, vân khanh tự nhiên biết là do ai phóng tới và do đâu mà có ngẩng đầu nhìn dung nhan họa thủy trước mắt, thật sự là tránh cách nào cũng không khỏi được rắc rối, bất quá điều này cũng không thể trách hắn, dựa vào thân phận của hắn, bất luận đi đến nơi nào cũng khó tránh được việc này. Lưu Thúy sau khi nghe Ngự Phượng Đàn nói, trước tiên nhìn về Vân Khanh, trong lòng nàng, Vân Khanh mới chính là chủ nhân của nàng, tuy rằng Ngự Phượng Đàn mở miệng, nhưng nàng phải đợi Vân Khanh trả lời, mới xác định có đến y quán ở phía trước hay không vân khanh vừa rồi dưới tình huống khẩn cấp vì không để an ngọc oánh tính kế mới ra hạ sách này nhưng nếu nàng không làm vậy một khi người rơi xuống là an ngọc oánh tất cả mọi người sẽ nói là do nàng ghi hận chuyện nha hoàn nhà mình phải xin lỗi vừa rồi trong cửa hàng mà xuống tay như vậy an bá phủ mới tới kinh thành sẽ bị người ta đồn đại rằng có tiểu thư cuồng vọng tự đại lại còn ra tay hãm hại việc này đối với kế hoạch và tương lai sau này của nàng tuyệt đối bất lợi cho nên nàng binh dụng hiểm chiêu nhưng nào biết ngư phượng đàn lại ra tay tương trở, hoàn toàn triệt để khiến An Ngọc oánh oán hận nàng. Từ lúc trọng sinh tới nay, nàng liên tiếp cùng ngư phượng đàn dính với nhau, cũng nảy sinh chút tình cảm, tuy rằng nàng vô tâm, nhưng cũng không tránh được. Nếu đã tránh không được vậy thì dũng cảm đối mặt, nay nàng cũng không để ý, những người đó nếu muốn ra chiêu gì thì cứ việc ra. Nếu những phiền toái này nàng còn không xử lý được thì về sau nàng có thể đối mặt với sóng to gió lớn thế nào nữa chứ? Chỗ mắt cá chân truyền đến đau đớn, Vân Khanh biết là các đốt ngón chân đã bị chật khớp, tình trạng cũng không sâu lắm, cũng có thể hồi phủ xử lý, nhưng nếu để cho tạ thị biết, khó mà sẽ không khiến bà lo lắng một phen, vì thế Vân Khanh gật đầu với Lưu Thúy, theo thế tử đến y quán phía trước đi. Nghe vậy, trong mắt ngự phượng đàn hiện lên một chút kinh hỉ đây là lần đầu tiên vân khanh ở trước mặt công chúng không cố ý đẩy hắn ra xa mà đáp ứng nghe theo lời đề nghị của hắn nghĩ đến đây nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ ở phía trước dẫn đường đi qua y quán vào y quán vân khanh phát hiện y quán nơi này thế nhưng cũng có nữ đại phu nghĩ đến là do ngự phượng đàn cố ý chọn ra chân đối với nữ tử mà nói là nơi riêng tư cho dù là đại phu cũng không thể dễ dàng nhìn thấy, nhất thời trong lòng đối với sự cẩn thận của hắn hơi có xúc động. Nữ đại phu đưa Vân Khanh vào nội thất, sau đó cởi giày, nhìn một lúc, đưa ra phán đoán giống như của Vân Khanh, các đốt món chân hơi chật khớp, bẻ lại các đốt món chân đúng vị trí, sau khi thoa thuốc mỡ đã cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, mang lại giày xong, chỉ cần lưu thúy đỡ, chân cũng không còn đau như vừa rồi. An Ngọc Oánh đã ở trước mọi người mất mặt hai lần, Lần này tuy rằng nàng ta không thừa nhận là chính mình đẩy người, nhưng Vân Khanh là té ngã ở trước cửa tiệm nhà mình, hơn nữa Ngự Phượng Đàn cũng ở nơi này, liền cùng Vân Khanh đến y quán. Lúc này, nhìn thấy Vân Khanh và nội thất, nàng ta đi đến bên cạnh Ngự Phượng Đàn, trên khuôn mặt ôn nhu mang sự dò xét, mở miệng nói, mới vừa rồi ta thật không phải cố ý, chẳng qua là không cẩn thận mới sơ ý đụng ngã thầm tiểu thư ngự phượng đàn một thân áo khoác dài lông trồn màu trắng, hoa văn chìm màu bạc dưới ánh mặt trời tản ra khí thế lạnh như băng, hắn khép con ngươi, thanh âm nhẹ nhàng nói, có phải cố ý hay không, trong lòng ngươi rõ ràng là được, không cần giải thích với ta. Thế tử, thật không phải là ta, ta không có đẩy nàng ấy. An Ngọc Oánh vội vàng giải thích, ngự phượng đàn môi đỏ mọng hơi hơi kéo lên. Trên dung mạo đoan trang trong nháy mắt như cảnh xuân nở rộ, lại mang theo hàn ý xe lạnh như gió xuân, ngươi không phải muốn đẩy nàng ấy, ngươi là muốn tự mình té ngã, để người ta cho rằng là nàng ấy đẩy ngươi. Bị người thầm thương nói ra bí mật trong lòng mình trực tiếp như vậy, trên mặt An Ngọc Oánh lúc xanh lúc trắng, sắc mặt giống như bị lửa đốt, chỉ cảm thấy cả mặt đều đã đánh mất ánh sáng, nhưng nàng ta ngàn vạn lần cũng không thể thừa nhận cái tội danh này, nếu thừa nhận, nàng ta sẽ bị xem như tiểu nhân nhỏ mọn vì thế lộ ra vẻ ủy khuất, thấp giọng nỉ non nói, ta thật không có. Người có hay không trong lòng mọi người đều hiểu, nếu người thật có lòng muốn giải thích, không bằng giải thích với thẩm tiểu thư còn chân thật hơn. Ngự phượng đàn liếc nàng ta một cái, tiến lên vài bước đứng trước hiệu thuốc bắc, cúi đầu xem công hiệu của các loại dược vật. Thanh âm của hắn thản nhiên, không có lên xuống, so với việc hắn tức giận còn khiến An Ngọc oánh thương tâm hơn nàng ta quay đầu nhìn vân khanh đang được người dìu ra vừa rồi vẻ nhu tình đối với ngự phượng đàn liền biến mất vô tung vô tích trong mắt lộ vẻ không cam lòng muốn giải thích với vân khanh tất là phải xin lỗi nhưng nếu phải xin lỗi vân khanh thế nào nàng ta cũng nói không nên lời rõ ràng vừa rồi nếu người ngã úp mặt là mình nay người bị ngự phượng đàn trách cứ và khinh thường hẳn phải là thẩm vân khanh mới đúng thẩm vân khanh này tâm kế sâu nặng thế nhưng cố ý ngã sấp xuống, khiến mọi người đều đem mũi nhọn chĩa về phía nàng ta. An Ngọc Oánh ngẩng đầu nhìn ngự phượng đàn ở bên cạnh, chỉ cảm thấy trên dung nhan tuấn Mỹ kia đều là lạnh ý, rốt cục cắn chặt răng, tiến tới nói với Vân Khanh, thực xin lỗi, mới vừa rồi là ta không cẩn thận đụng chúng ngươi. Nghe lời nàng ta nói tuy rằng tỏ vẻ hết sức thành ý, nhưng sâu trong lời nói vẫn để lộ ra thanh âm của sự không cam không nguyện lại thấy tầm mắt thân thiết của ngự phượng đàn đang nhìn mình. Vân Khanh cũng không tỏ vẻ quá mức thân thiện, gật đầu, thản nhiên nói, hy vọng An Tiểu Thư về sau không nên bất cần như vậy nữa. Nàng đích xác là không thích những thứ quỷ kế này, không hy vọng mỗi thời mỗi khác đều phải ứng phó những chuyện như vậy, nhưng lời nói ra nghe vào trong tay người khác lại biến thành nghĩa khác. Không nghe được lời nói khách khí như trong tưởng tượng, trong mắt An Ngọc Oánh nổi lên căm giận, nhìn khuôn mặt thanh nhã của vân khanh ngón tay nắm thật chặt thành quyền thẩm vân khanh đây là đang ỷ vào sự quan tâm của ngự phượng đan ma thị uy với mình căn bản không đặt nàng ta vào mắt đúng không nói cách khác một nữ nhi của thương nhân cho dù được thăng làm an bá nào dám có lá gan lớn như vậy trước kia khi ở dương châu còn không phải xung xoe nịnh nọt nàng ta hay sao an ngọc oánh hoàn toàn không nghĩ tới vân khanh khi đó chẳng qua là không muốn rước lấy phiền toái mà không phải giống như suy nghĩ của nàng ta, run xoe nịnh nọt. Do nghĩ như thế nên sự ghen tị trong lòng An Ngọc Oánh càng thể hiện rõ. Cây châm mọc lưu ly li trên đầu như biểu hiện cho sự tức giận âm thầm của nàng ta mà run nhẹ nhẹ, cả người thoạt nhìn vô cùng khó coi, khiến khuôn mặt vốn ôn nhu trở nên dữ tợn quái gì. Ngự phượng đàn tựa hồ không thấy được bộ dáng này của nàng ta, đôi mày hơi nheo lại, đi qua liếc mắt đến chân của Vân Khanh một cái, thấy tư thế nàng đứng thẳng tự nhiên hơn trước đó nhiều, trên khuôn mặt cũng không còn vẻ đau đớn, biết tình trạng đã tốt hơn nên trong lòng hắn mới bớt lo lắng, quay đầu hỏi nữ đại phu, chân bị thương có gì đáng ngại không, có ảnh hưởng đến chỗ khác không? Nữ đại phu bị dung mạo của hắn làm rung động, hai gò má hồng hồng, thoáng ngượng ngập nói, khớp chật đã trở về vị trí, chỉ cần trở về nghỉ ngơi mấy ngày mấy ngày nay không nên làm gì đụng đến vết thương để tránh lưu lại di chứng. Nghe thấy nữ đại phu nói như thế, ngự phượng đàn mới yên lòng, ra khỏi y quán, liền nói với Vân Khanh, vừa rồi thầy thuốc nói nàng phải nghỉ ngơi nhiều, người nàng cần di chuyển, ở trong này nghỉ ngơi đi. Liều Thúy cũng lo lắng chân của Vân Khanh, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn không có việc gì, nhưng vừa rồi khi Vân Khanh đi đường rõ ràng đã cố hết sức chỉ sợ không phải nhất thời có thể tốt trở lại liền ngừng đầu lo lắng nói nhưng mà xe ngựa của quý phủ vẫn còn ở phía trước thu di nương vừa nghe liền nhanh chóng nói tỉ thiếp đi kêu sa phu đánh xe tới đây là được rồi nàng ta đi ra ngoài cùng vân khanh nay chân của vân khanh bị thương chỉ sợ trong lòng tạ thị và lão gia đều sẽ không cao hứng ngự phượng đàn nhìn thu thủy vẫn luôn đứng ở chỗ kia nhích tới nhích lui ngồi không yên lắc đầu nói vẫn để ta đi sẽ tốt hơn, xe ngựa quý phủ của các người dừng ở đâu? Ở trước linh lung trai một trăm thước. Liêu Thúy nhanh chóng trả lời, Vân Khanh nhíu nhíu mày, ngự phượng đàn là một thế tử lại đi giúp nàng gọi xe ngựa, thật sự là không ổn. Nhưng khi nàng chuẩn bị mở miệng, ngự phượng đàn đã xoay người đi về phía trước, nếu lúc này mở miệng gọi hắn lại, thì có vẻ như làm kiêu quá đáng, đành ngồi hẳn lên hàng ghế dựng sẵn trước cửa y quán đợi xe ngựa đến lại nói tiếp an ngọc oánh thấy ngự phượng đàn đối với vân khanh ôn nhu săn sóc như thế nội tâm an ngọc oánh đã sớm như con sóng lớn đang vỗ mãnh liệt cho đến khi ngự phượng đàn đi xa nàng ta mới quay đầu nhìn vân khanh đang nhàn nhã ngồi trên ghế tư thế không mảng danh lợi căn bản nhìn không ra nàng là nạn nhân của cuộc đấu vừa rồi lại nhìn đôi mắt của nàng cũng không nhìn chằm chằm vào ngự phượng đàn chỉ là tùy ý ngồi ở chỗ này hai tròng mắt nhìn hoa văn bên váy thể hiện dáng vẻ tiểu thư khuê các đoan trang, tìm không ra nửa điểm có thể soi mói. Nàng ta nhớ tới sự thất thố của mình vừa rồi, so với bộ dáng của Vân Khanh thật là có chút mất mặt, hít sâu mấy hơi, điều chỉnh lại tâm tình mới mở miệng nói, "Thẩm tiểu thư cảm thấy Cẩn Vương thế tử như thế nào?" Tầm mắt vẫn nhìn góc váy của Vân Khanh rốt cục thu hồi, ngẩng đầu nhìn nữ tử trang lệ đứng bên cạnh giọng nói bình thản mà ôn nhu nhưng lại khiến người khác khó mà phán đoán cảm xúc nói, rất tốt. Rất tốt, tốt như thế nào? Trong đôi mắt An Ngọc Oánh dần dần lộ ra khí thế bất người, ngay cả ngữ khí cũng có chút nôn nóng. Nếu ngày ấy còn không tốt, thì đám công tử trong kinh thành cũng không có ai là tốt rồi, có phải hay không? Vân Khanh nhìn An Ngọc Oánh, mỉm cười, đôi mắt phượng rơi ánh nắng như tỏa ra ánh hào quang, hoạt bát mà minh mẫn một chút cũng nhìn không ra vẻ âm hàn vô tận trong đó trả lời như vậy thực không rõ ràng nghe không ra cái gì an ngọc oánh không cam lòng với câu trả lời này nàng ta không thể đi ép hỏi ngự phượng đàn như vậy cũng chỉ có thể hỏi ý kiến của vân khanh vậy ngươi thích hắn không an ngọc oánh vốn đứng hơi xa lúc nàng ta hỏi câu này lại đi lên phía trước vài bước đến chỗ cách trước mặt vân khanh chỉ có ba bước trên thân thể cùng với ngữ ngôn đều mang khí thế bức người khí thế như vậy, làm cho Vân Khanh thật phản cảm. Vấn đề này cũng khiến Vân Khanh rất không thích. Nàng thản nhiên mỉm cười nhưng cũng không đáp lời. Một tiểu thư khuê các hỏi ra vấn đề như vậy, đã là thật thất lễ, thích hay không thích, không phải là đề tài có thể đem ra bàn tán ở trước mặt công chúng. Một khi nói ra, ngược lại sẽ bị hiểm nghi là lén lút thông đồng. Thế nào, ngươi vì sao không trả lời? An Ngọc Oánh bị nụ cười thản nhiên của Vân Khanh khiến nội tâm càng cảm thấy bất an, vội vàng truy vấn. An Tiểu Thư, người hỏi ta vấn đề này, nhưng mà ta lại không muốn đáp, mặc kệ là có hay là không, việc này cũng không liên can tới ngươi. Vân Khanh hơi hơi nhíu mày, nhìn biểu tình của An Ngọc Oánh, cảm thấy hôm nay An Ngọc Oánh có chút mất khống chế, ít nhất ở trong ấn tượng của nàng, An Ngọc Oánh đều luôn phù hợp với tiêu chuẩn của Tiểu Thư Khuê Các ít nhất cũng là đúng về bề ngoài. Nhưng nàng không biết, Ngự Phượng đàn tuy rằng khóe miệng luôn nở nụ cười, đối với mỗi người thoạt nhìn đều là mang theo ý cười, nhưng cũng là lần đầu tiên để ý một nữ tử như thế, điều này làm cho An Ngọc Oánh có cảm giác nguy hiểm mà trước nay chưa từng có. Tuy rằng thái độ của Vân Khanh thể hiện đối với Ngự Phượng đàn cũng không có gì đặc biệt, nhưng sự bất an trong đáy lòng An Ngọc Oánh càng ngày càng lớn, sắc mặt trắng bệch ngay cả thanh âm cũng bởi vì khẩn trương mà trở nên có chút khàn khàn, hai tròng mắt như lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Khanh nói. Vậy ngươi thề đi, nói ngươi vĩnh viễn đều sẽ không thích ngự phượng đàn. chương 290, Độc Ý Thấu Xương, 1 Vậy ngươi thề, nói ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không thích ngự phượng đàn. An Tiểu Thư, người nếu thích hắn thì đi mà nói với hắn, ta không phải là mẫu thân của hắn, cũng không phải là vị hôn thê của hắn. Người hung dữ với ta cũng không chứng minh được cái gì, cũng không thể quyết định được cái gì. Hà tất nơi này dụng công vô ích. Vân Khanh khóe miệng ngầm cười, đôi mắt đen như hai trái thủy ngân, bên trong mang theo một tầng băng giá và tia cười nhạo. Năm đó An Ngọc Oánh cực khổ theo đuổi ngự phượng đàn mấy năm vẫn không theo được. Nàng ở trong lòng đối với An Ngọc Oánh cũng có chút đồng tình. Nhưng nếu An Ngọc Oánh vì thích ngự phượng đàn mà nói ra những lời như vậy, thì một chút nàng cũng sẽ không đồng tình với nàng ta nữa rồi. Thái độ của nàng càng lạnh nhạt lại càng khiến An Ngọc Oánh thêm sốt ruột, không khỏi lại tiến lên từng bước mà Lưu Thúy đã tiến lên trước, đề phòng An Ngọc Oánh làm ra hành động quá khích. Vì sao ngươi lại không dám thề, có phải ngươi cũng muốn gả cho hắn hay không? An Ngọc Oánh bất chấp mọi chuyện mà hỏi. Nàng ta đã không còn lo thị phi giữa hai người nữa rồi, thậm chí ngay cả tiếng xe ngựa đang lăn bánh, càng lúc càng gần cũng không nghe được, cho đến khi bên tai truyền đến thanh âm của hắn mới làm nàng ta tỉnh lại. An tiểu thư đối với hôn sự của người khác lại cảm thấy hứng thú như vậy, chẳng lẽ là chuẩn bị đổi nghề làm bà mối rồi sao? Nam tử đứng ở phía sau trên mặt nở nụ cười, ánh mặt trời từ phía sau hắn chiếu lại đây sự thay đổi góc độ sáng tối làm cho nụ cười của hắn có chút âm trầm. An Ngọc Oánh tự nhiên cảm thấy có một cổ lạnh ý khó hiểu từ phía sau lưng truyền đến. Sự phẫn nộ cùng bức bách trên mặt ngược lại dần bị thay thế bởi sự thật thất kinh, khổ sở, khó chịu khi những lời mình không muốn hắn nghe được lại rõ rõ ràng ràng mà lọt vào tay hắn. Ngự Phượng Đàn nói mình là bà mối, đây là châm chọc nàng ta xen vào việc của người khác, là bà tám nhiều chuyện sao? Vân Khanh nhìn vẻ mặt của An Ngọc Oánh, lại nhìn dáng cười quỷ dị của Ngự Phượng Đàn, làm bà mối, đem tiểu thư của Ninh Quốc công phủ so sánh với nghề hạ đẳng như bà mối, đối với An Ngọc Oánh mà nói, đó là một sự sỉ nhục rất lớn, huống chi còn là từ miệng người mình thích nói ra. An Ngọc Oánh trợn to con ngươi nhìn Ngự Phượng Đàn, tựa hồ vẫn chưa thể tin lời kia là do Ngự Phượng Đàn nói ra, Ngự Phượng Đàn lại híp mắt cười con mắt hẹp dài như tràn đầy màu sắc giống như đang chứng minh lời kia đúng là do hắn nói không có nửa điểm giả dối tiếp theo lại quay đầu nói với vân khanh xe ngựa đã đến nàng lên xe đi xe ngựa của phủ an bá đã đến trước cửa y quán hai người lưu thúy và thu di nương cùng nhau đỡ vân khanh lên xe ngựa thu di nương đợi vân khanh đi vào sau đó chuẩn bị kêu thu thủy quay đầu vừa nhìn lại phát hiện khắp nơi cũng không có bóng dáng của thu thủy nhất thời kinh hãi. Thu Di Nương ở trong cửa hàng vài tìm một vòng cũng không nhìn thấy Thu Thủy, lại thấy Vân Khanh đang ngồi trên xe ngựa, Lưu Thúy đã xốc màn xe lên nhìn sang đây, đành phải chai mặt mà tiến lên phía trước nói, đại tiểu thư, Thu Thủy không thấy đâu rồi. Vân Khanh nghe vậy nhíu nhíu mày, mới vừa rồi bị An Ngọc oánh từng bước lấn át hỏi chuyện, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào cuộc nói chuyện của hai người, Thu Thủy chắc là lợi dụng lúc đó mà trốn đi, nhớ tới hành vi của nàng ta ở Linh Lung Trai, trước đó, Vân Khanh liền hơi thấy đau đầu, trước hãy tìm được nàng ta rồi nói sau, với thời gian ngắn như vậy, nàng ta cũng chưa ra khỏi đường đông này đâu. Trong lòng Thu Di Nương sốt ruột, Thiên Việt Thành ngay cả nàng cũng không quen thuộc, vạn nhất Thu Thủy không cẩn thận gặp phải người xấu thì thảm rồi, nhưng nếu để cho Vân Khanh ở chỗ này chờ mình đi tìm người, thì lại càng không tiện. Vì thế ân cần nói, đại tiểu thư, chân của người bị thương nên sớm về phủ nghỉ ngơi, tỷ thiếp ở đây tìm thu thủy, sau khi tìm được sẽ kêu xe ngựa đưa về. Người là một di nương đi ở bên ngoài, nếu để cho người ta thấy được cũng không tiện, ta vẫn nên ở chỗ này chờ ngươi. Vân Khanh từ chối lời thỏa hiệp của Tu Di Nương, dù sao Thu Di Nương cũng không quen đường xá ở đây, nếu muốn tìm người, ngay cả bản thân còn không biết đường thì làm sao tìm được người chứ. Ta đúng lúc cũng rảnh rỗi, liền cùng nàng ta đi tìm. Ngự phượng đàn nghe Vân Khanh còn muốn ở chỗ này chờ, không đồng ý mở miệng nói. Để thế tử cùng di nương trong phủ đi tìm người, chỉ e là không ổn. Vân Khanh lúc này cũng không phải muốn rũ sạch quan hệ của nàng cùng ngự phượng đàn, mà là quan hệ của hai người còn chưa thân thiết đến mức đó, xác thực không có ổn lắm. Không sao, về điểm ấy thầm tiểu thư có thể yên tâm, thầm tiểu thư chân bị thương, vẫn nên sớm hồi phủ nghỉ ngơi thì tốt hơn. Ngự Phượng đàn khóe miệng mỉm cười, thế nhưng trong giọng nói lại hiện rõ sự bá đạo không cho phép từ chối, giống như nếu Vân Khanh còn không đi, hắn sẽ lên xe kéo nàng về phủ vậy. Xuyên qua màn xe bị sốc lên, có thể nhìn thấy thái độ khi hắn nói chuyện, vừa mang theo tươi cười, lại rất an nhàn thoải mái mà An Ngọc Oánh tự hồ còn chưa phục hồi lại tinh thần bị đã kích do lời nói ác độc của Ngư Phượng Đàn lúc nãy. Một mình đứng ở một bên ngơ ngác xuất thần, khi cảm nhận được tầm mắt của Vân Khanh thì đáy mắt lại thay bằng sự căm hận. Bất quá Vân Khanh coi như không thấy loại ánh mắt đầy hận ý của nàng ta. Nếu ánh mắt có thể giết người thì trên đời này đã sớm không còn người sống. Nàng cười nhẹ, vậy thì làm phiền thế tử rồi. Liêu Thúy lập tức buông màn xe, phân phó sa phu đánh xe hồi phủ mà an ngọc oánh nhìn xe ngựa đang dần đi xa kia đáy mắt lóe ra tia sáng âm trầm thế tử này nên đi hướng nào tìm thu thủy đây thu di nương lo lắng cho an toàn của muội muội lại chưa từng nghĩ đến có thể cùng người có thân phận tôn quý như thế đi tìm muội muội trong lòng sợ hãi lo lắng gì cũng đều có mà an ngọc oánh lúc này nghe thấy ngư phượng đàn muốn cùng với thu di nương đi tìm người đôi mắt như đao bắn về phía thu di nương mang theo thái độ cao ngạo đánh giá nàng ta chỉ là một di nương mà thôi thế nhưng lại muốn thế tử cùng nàng ta đi tìm một nha hoàn thật sự là không biết trời cao đất rộng quay đầu về phía ngự phượng đàn thanh âm mềm mại lại chi kỷ chỉ hai người các ngươi đi tìm e là không đủ hay là ta phái người làm trong cửa hàng giúp nàng ta đi tìm thế tử vào trong cửa hàng ngồi một chút ngự phượng đàn đầu cũng không thèm quay lại nhìn nàng ta khoát tay nói, vẫn là không nên làm phiền an tiểu thư, chuyện ta đáp ứng người khác ta sẽ làm được. Thu Di Hương, Thu Thủy là nữ tử, nàng ta hẳn là sẽ thích đi đến nơi có nhiều tiệm trang sức và quần áo, ngươi cùng ta đi về hướng kia tìm thử xem. Câu sau cùng là nói với Thu Di Nương, Thu Di Nương nghe phân tích của hắn, liên tục gật đầu, thầm than ngự phượng đàn suy nghĩ thật linh hoạt. So với nàng ta trái kiếm phải tìm không biết từ đâu bắt đầu thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa dựa theo tính tình của thu thủy, cũng rất có khả năng sẽ đi đến những chỗ đó. Mới vừa rồi cuộc đấu giữa Vân Khanh và An Ngọc Oánh, Thu Di Nương đều nhìn thấy tất cả. Nàng ta liếc mắt nhìn An Ngọc Oánh hôm nay bởi vì liên tục bị mất mặt mà sắc mặt trở nên trắng bệch, trong lòng cảm thấy có chút thông khoái. Nói như thế nào thì đại tiểu thư ngày thường đối với nàng ta cũng không tệ lắm, so với vị tiểu thư vừa gặp mặt đã làm khó dễ muội muội của mình nàng ta đương nhiên nguyện ý xem An Ngọc Oánh bị sỉ nhục hơn rồi. Nhìn bóng lưng hai người càng đi càng xa, An Ngọc Oánh tức giận cắn chặt môi, mới vừa rồi nét cười nhạo trong mắt Thu Di Nương, nàng thấy rất rõ ràng, thẩm vân khanh, thẩm vân khanh, ta và ngươi vẫn chưa xong đâu. Trong xe ngựa, Vân Khanh nhắm mắt dưỡng thần, Lưu Thúy cầm một mảnh sáp thơm mùi hoa nhài, đặt vào lò hương rỗng khắc hoa văn tam giác, cậy cậy những mảnh than rồi lại đóng nắp, một cỗ mùi hoa nhài phảng phất tràn ngập trong toa xe. Sau khi ra khỏi đường cái phía đông, một chiếc xe ngựa cùng lúc đó cũng chạy sát bên người nàng mà qua, chạy về một hướng khác, cuối cùng đến trước cổng quốc tử giám, xe ngựa ngừng lại, đầu tiên từ trên xe bước xuống một nam tử mặc trường bào màu xanh đậm, kế tiếp là một nam tử mặt mũi lạnh lùng mặc thường phục màu tím, sau khi bọn họ xuống đất, liền đi về phía ký túc xá của quốc tử giám này quốc tử giám đã khai giảng có đệ tử đang đi trên đường nhìn thấy hai người thì đa phần đều hành lễ tò mò nhìn hai người này đi đến ký túc xá phía trong giật mình hiểu được bọn họ là tới để làm gì thùng thùng bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa vi trầm uyên đang cùng mẫu thân thu thập hành trang của mùa đông sau khi đứng dậy mở cửa nhìn thấy người đứng ở ngoài đáy mắt chợt lóe rồi biến mất sắc mặt lại mang theo cung kính có chừng mực chào hỏi tứ hoàng tử cảnh đại nhân đôi mắt tứ hoàng tử như mắt chim ưng nhìn lướt qua tình trạng trong phòng sắc mặt nghiêm trang cũng không mở miệng mà cảnh hữu thần thấy trong phòng đang đóng gói đồ đạc cũng nhợt nhạt cười thái độ thập phần ôn hòa thân cận vi trạng nguyên đang chuẩn bị truyền nhà sao vì trầm uyên thấy hắn hỏi như thế trong lòng đã mơ hồ nắm được mục đích mà hai người đến đây lần này đệ tử của quốc tử giám nay đã nhập học tại hạ luôn ở trong này thì rất bất tiện hôm nay đang cùng ra mẫu thu thập hành lý. Cảnh hữu thần nhíu mày, làm ra bất ngờ, giống như hắn căn bản là không biết chuyện này, vậy vi Trạm nguyên muốn chuyển đến nơi nào? Theo ta được biết, ngươi ở Kinh Thành vẫn chưa có phòng ốc, chẳng phải là rất bất tiện. Vì trầm nguyên cười, nào có bất tiện gì, cảnh đại nhân nhọc lòng rồi, ngay cả việc của tại hạ cũng biết rõ như vậy à. Chẳng qua mấy ngày trước tại hạ đã đề đơn xin dọn vào quan xá của quan viên, nhầm rằng sau hai ngày nữa sẽ nhận được công văn truyền xuống. Đại ung lo nghĩ cho quan viên, những quan viên lên kinh mà không có nơi ở, đều có thể đến lễ bộ đề đơn, sau đó liền có thể chuyển vào, bởi vì thông thường quan viên ở trong đó cũng không quá lâu, nên những phòng ốc này cũng không quá xa hoa, chỉ đơn giản là một tòa tiểu viện, để người ăn uống ngủ nghỉ thì cũng không có gì khó khăn. Cho nên cảnh hữu thần nghe xong, khoa trương giơ tay lên lắc lắc, vì trạng nguyên tại sao lại tới ở nơi đó nay thời tiết tuy đã tốt hơn nhưng đó là phần đất trũng của thiên việt hơn nữa ngày xuân ẩm thấp nghiêm trọng cho nên nơi đó đối với ngươi cùng vi phu nhân đều là không tốt tại hạ vừa hay có một tòa tiểu viện ba gian sao vẫn còn đang bỏ trống dù sao cũng không có ai ở chi bằng vi trạng nguyên trước ở chỗ ta sau này tìm được phòng ở lại dọn ra cũng không muộn vì trầm uyên nghe hắn nói xong sau đó ngẩng đầu nhìn tứ hoàng tử vẫn đứng ở phía trước chưa nói một lời kia. Cảnh hữu thần hôm nay lại cùng tứ hoàng tử tới đây, phen này tuy ngoài mặt là lấy lý do cho mượn phòng ở, kỳ thật vẫn là mang theo mục đích trước kia, tứ hoàng tử muốn mượn sức của hắn. Hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà quay đầu, đối mặt với đôi mắt chờ đợi của cảnh hữu thần, chậm rãi mở miệng nói, tuy rằng quan sát ẩm thấp, nhưng ngày xuân rất nhanh cũng sẽ qua quan xá kia chỉ có duy nhất một bất lợi nhưng vẫn còn nhiều lợi ích khác, vị trí tĩnh lặng, nên vào ở cũng an tâm, không cần lo lắng về tạp âm. Ý tốt của cảnh đại nhân, tại hạ rất cảm kích. Không ngờ rằng lại bị cự tuyệt, hơn nữa vi trầm uyên cũng đã tỏ rõ thái độ trong lời nói, quan xá tuy rằng không tốt, nhưng không bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền này, nên hắn ở cực kỳ an tâm. Cảnh hữu thần khẩn trương muốn mở miệng, Nãy giờ vẫn luôn quan sát Vi Trầm Uyên, Tứ hoàng tử lúc này lại mở miệng nói, "Quan xá có rất nhiều bất lợi, nay nhìn không ra, đợi sau khi dọn vào, chỉ sợ sẽ khiến cho cuộc sống của ngươi gặp khó khăn, đến lúc đó lại hối hận, chỉ sợ không còn kịp nữa." Đôi mắt hắn sắc bén lạnh lùng như chim ưng nhìn Vi Trầm Uyên, trong lời nói mang theo lạnh ý khiến người khiếp sợ, lời nói tuy là ám chỉ, nhưng bên trong cũng mang theo khí thế mà uy hiếp người. Nghe vào trong tai Vi Trầm Uyên, câu này cơ hồ là đang dự báo kết cục sau này của mình. Vi Trầm Uyên nâng lên đôi mắt đen láy nhìn thấu lòng người, những biến hóa bên trong, giống như lúc hắn ở trong cuộc thi đỉnh thao thao bất tuyệt, loại ánh mắt tràn đầy tự tin không bao giờ khiếp sợ như đã chuẩn bị sẵn sàng, lại giống như cái gì cũng chưa từng có, chỉ có một tấm lòng trung kiên, thanh âm như trúc, gặp gió vẫn không cong, tứ hoàng tử đối với chuyện quan xá có kinh nghiệm như vậy, chắc là đã từng ở trong đó rồi, cho nên mới khiến vi thần càng muốn vào đó ở lại một phen, mới có thể cảm nhận được những bất tiện mà tứ hoàng tử từng cảm nhận được. Tứ hoàng tử nghe vậy thì nhìn vi trầm uyên liếc mắt một cái, đôi môi đỏ thẫm mím chặt, đôi mắt ánh lên lửa giận, nhưng những biến hóa đó rất nhanh bị che lấp, lập tức xoay người đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, cảnh hữu thần đã bị lửa giận trong nháy mắt kia khiến đáy lòng căng thẳng. Lập tức nhìn Vi Trầm Nguyên, chỉ cảm thấy vị hàn môn thư sinh, thư sinh nghèo này thật sự là rất không biết thời vận. Giọng căm hận nói, Vi Trạng Nguyên, chớ có cho là lấy sức một người, có thể ngăn cản cơn hải chiều mãnh liệt. Vi Trầm Nguyên nhìn cảnh hữu thần tựa hồ như đang thành tâm thành ý khuyên can, trong mắt lại mang theo một vẻ mong mỏi kỳ lạ. Trên đời này, không có ai có thể dựa vào sức một người để ngăn cản hải chiều tại hạ cũng chưa từng si tâm vọng tưởng về việc đó. Hắn nhìn cảnh hữu thần, loại hào quang trói mắt này làm cho cảnh hữu thần sinh ra một dự cảm xấu. Không biết tại sao người thanh niên khốn cùng trước mắt lại có loại khí thế này. Thấy hắn không biết phân biệt thời cuộc nên đã không muốn khuyên nữa. Hừ lạnh nói, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, vội vàng xoay người, đi nhanh để đuổi kịp tứ hoàng tử ở phía trước. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn